Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tình hình chiến sự tại Ukraine đang có những diễn biến căng thẳng, tác động sâu sắc đến tình hình thế giới, khu vực và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân tại Ukraine, trong đó có công dân Việt Nam nói chung, công dân của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đang sinh sống, học tập, làm việc tại Ukraine. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tình hình công dân Vĩnh Phúc tại Ukraine hiện nay ra sao, cũng như công tác bảo hộ công dân của Đảng, Nhà nước, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Khuất Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Xin ông cho biết là tình hình bà con Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động và học tập ở Ukraine hiện nay ra sao? Trong thời gian vừa qua, thì Sở Ngoại vụ cũng giữ cái mối liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine. Theo thông tin của Đại sứ, thì hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine có khoảng 70.000 người, trong đó Hội đồng Hương Vĩnh Phú có khoảng hơn 200 người. Và hiện nay bà con cũng đang được sự trợ giúp của Đại sứ một cách rất là tốt, chủ yếu là bà con sống ở vùng Odessa, hiện nay đã di tản sang một số nước xung quanh. Tình hình của Ukraine hiện nay đang rất là căng thẳng. Vậy thì trong cái bối cảnh đó thì Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho tỉnh để thực hiện các cái chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Ngoại giao như thế nào về công tác bảo hộ công dân ạ? Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước ta về việc bảo hộ công dân của Việt Nam hiện đang sinh sống tại Ukraine, có nguyện vọng được trở về Việt Nam, thì đây là một cái nhiệm vụ cấp bách và rất là khẩn trương. Thì trong thời gian vừa qua thì Sở Ngoại vụ đã được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, cũng đã phối hợp với các sở ban ngành thông tin rộng rãi cái số điện thoại nóng của Bộ Ngoại giao, của Cục lãnh sự, rồi của Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc để bà con dễ dàng tiếp cận và khi cần trợ giúp thì liên hệ với cái số điện thoại nóng. Chúng tôi cũng thường xuyên giữ mối liên lạc với Bộ Ngoại giao, dưới Cục lãnh sự và với Đại sứ quán Việt Nam của ta tại Ukraine và một số nước xung quanh để kịp thời có sự trợ giúp cho bà con. Với tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine hiện nay thì ông có khuyến cáo gì đối với bà con mà có người thân đang ở Ukraine? Các cái gia đình mà có người thân ở bên Ukraine cũng yên tâm và cũng thực hiện theo cái chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cái sự quan tâm của tỉnh, thì đề nghị là có cái sự liên hệ thường xuyên với chúng tôi nếu như có cái phản ánh về tình hình công dân và Việt kiều hoặc là bà con của chúng ta đang sinh sống và làm ăn tại Ukraine có cái nhu cầu về sự hỗ trợ và giúp đỡ, thì các cái sở ban ngành của tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để liên lạc với phía đại sứ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Công dân Vĩnh Phúc đang sinh sống, học tập, lao động tại Ukraine cần sự hỗ trợ, đề nghị liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine số điện thoại 380-638-638-999. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga số điện thoại 7991-682-1617. Bộ Ngoại giao số điện thoại 0965-411-118, 0981-848-484. Email bảo hộ công dân@gmail.com. Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc số điện thoại 0983-140-473, 0362-614-266. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã chủ động, linh hoạt triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất. Những ngày vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Đồng Cương đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn dân cư, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người dân trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, đồng thời rà soát danh sách những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa tiêm vaccine để có phương án, kế hoạch chủ động. Với cái tình hình là F0 là bùng phát rất nhiều, thì chúng tôi thấy là với cái tinh thần quyết tâm của Đảng ủy rồi thì Ủy ban nhân dân xã Đồng Cương như thế là rất tốt, và với bà con là chấp hành nghiêm với các cái thủ tục như là ma chay cưới xin là không có cái tổ chức. Với mục đích kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Đồng Cương thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng, các thôn dân cư trong việc kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly y tế, phòng chống dịch, nhất là các trường hợp F0 điều trị tại nhà, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nếu các trường hợp này cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch. Địa phương chúng tôi cũng rất quyết liệt và chỉ đạo
từ ban chỉ đạo xã cho đến các đôn đốc các cái tổ COVID cộng đồng ở các thôn là liên tục thường xuyên 24/24 cập nhật tình hình dịch bệnh và cũng theo dõi giám sát những trường hợp bị nhiễm và theo dõi giám sát những cái trường hợp từ tỉnh ngoài về để ngăn chặn các tình huống mà lây lan từ ở bên ngoài cũng như ở trong cộng đồng, và đặc biệt là vấn đề mà những cái quan tâm những cái trường hợp mà đang điều trị F0 ở tại nhà và điều trị và đang cách ly F1 tại nhà. Để kịp thời phát hiện, hỗ trợ người dân điều trị COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Bình Định đã kích hoạt và triển khai có hiệu quả trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng ở các thôn dân cư, thường xuyên tổ chức test sàng lọc cho người dân có nguy cơ cao. Đối với các trường hợp điều trị F0 tại nhà, đều được cấp phát thuốc miễn phí đến tay từng người bệnh. Trạm y tế lưu động tổng hợp danh sách, báo cáo về Ban Chỉ đạo của xã để ra quyết định cách ly cho F0 và F1 cách ly tại nhà theo quy định. Và hàng ngày là triển khai tới các tổ COVID cộng đồng là thăm, khám đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà. Là khi có triệu chứng như ho, sốt thì được cấp gói thuốc A đến cho các bệnh nhân. Và nếu có triệu chứng nặng thì sẽ báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo và trạm y tế xã để có phương pháp điều trị kịp thời. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Lạc đã tiếp thu, triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân. Hôm qua tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức lễ trao giải vô địch Rui Jitsu toàn quốc năm 2022. Giải diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022. Có 243 vận động viên tham gia thi đấu đến từ 27 tỉnh thành, ngành trong cả nước. Trong đó đoàn Vĩnh Phúc có 3 vận động viên. Kết thúc đợt thi, ban tổ chức đã trao 36 giải nhất, 36 giải nhì và 36 giải ba ở các hạng cân cả nam và nữ. Vĩnh Phúc đứng thứ 11 toàn đoàn với 2 giải nhì. Qua giải đấu lần này, ban giám khảo sẽ đánh giá công tác đào tạo vận động viên môn Jiu-Jitsu tại các ngành địa phương. Qua đó, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tập trung đầu tư, bồi dưỡng vào đội tuyển quốc gia để tham dự các giải khu vực và quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Vĩnh Tường đã phát huy có hiệu quả sức mạnh, nội lực của từng địa phương cũng như sự ủng hộ của người dân để hoàn thành các tiêu chí, đưa nông thôn trở thành những vùng quê đáng sống. Xã Ngũ Kiên dần như khoác một tấm áo mới khi từ trục đường chính đến từng ngõ xóm đều được trồng hoa và trang trí thành những con đường bích họa. Đây là thành quả của sự táo bạo, dám nghĩ, dám làm và biết vận dụng khéo léo sự ủng hộ từ nhân dân của chính quyền xã. Những dạng hoa khoe sắc đưa hương, những bức tranh tường đầy màu sắc đều do mỗi người dân trong xã đóng góp ủng hộ tiền của ngày công. Toàn bộ cây xanh đây là các cái gia đình như vậy là tự trồng và tự chăm sóc và vệ sinh các thứ này khác, rất là tự giác. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rất là nhiều. Về đời sống vật chất, cái khu vui chơi văn hóa thể dục thể thao như vậy là các phòng trào đều phát triển rất tốt. Sau khi xây dựng xong thì sự đổi thay về đường, điện, trường, trạm thì được người dân là rất đồng thuận. Thứ nhất là các tuyến đường trục chính thì được giải phan nhựa. Cái thứ hai là hệ thống đường trục xã thì vừa được áp phan nhựa, vừa được làm vỉa hè trồng cây xanh. Thế và hệ thống điện chiếu sáng thì đến từng ngõ ngách. Bước vào chặng đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Vĩnh Tường có điểm xuất phát thuận lợi khi các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đều phát huy tốt các tiêu chí đã đạt được. Dù chưa có cơ chế hỗ trợ về xây dựng nông thôn mới nâng cao từ tỉnh, song ngoài xã Tạp Phúc được chọn làm điểm về nông thôn mới nâng cao của tỉnh, từ năm 2020 đến nay, huyện Vĩnh Tường đã triển khai xây dựng ở 5 xã gồm Vũ Di, Ngũ Kiên, Bình Dương, Cao Đại, Tân Phú. Trong đó, 2 xã Vũ Di, Ngũ Kiên đến nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Để có thành quả này, huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các địa phương linh hoạt sáng tạo trong thực hiện các tiêu chí theo quan điểm dựa vào nội lực là chính và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tích cực, tự lực, tự chủ của mỗi địa phương. Trong đó phát huy tinh thần chủ động vào cuộc của người dân. Nhờ đó, Vĩnh Tường đã từng bước hoàn thành các kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Cấp ủy chính quyền, nhất là huyện rồi các xã cũng đã trích những cái nguồn kinh phí
ra để đầu tư vào các thiết chế văn hóa cũng như là hạ tầng giao thông rồi một số lĩnh vực khác như là trường học, thì có sự chung tay của nhân dân cũng đóng góp như là hiến đất, hiến ngày công, rồi là tiền hoặc là trồng đường hoa để cùng với chính quyền để xây dựng cái thôn nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Vĩnh Tường tập trung các nguồn lực để hỗ trợ các địa phương cán đích theo đúng lộ trình. Năm 2022, huyện phấn đấu có thêm 3 xã Tân Phú, Cao Đại, Bình Dương trở thành xã nông thôn mới nâng cao, 19 thôn trở thành thôn dân cư kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, huyện chỉ đạo các địa phương dồn sức cho những tiêu chí chưa đạt và thường xuyên củng cố những tiêu chí đã hoàn thành để làm bước đệm tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.